Ngày Gia đình Việt Nam tặng ba mẹ quà gì thiết thực và ý nghĩa? Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 hàng năm là dịp đặc biệt để tôn vinh giá trị gia đình, nơi các thành viên cùng nhau chia sẻ niềm vui, tình yêu thương và những khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu bạn vẫn chưa biết làm gì để bày tỏ tình yêu thương đến gia đình, thì một bữa tiệc ngon miệng, đậm đà hương vị quê hương chính là món quà tuyệt vời nhất, gắn kết tình thân trong ngày ý nghĩa này. Và nhà hàng Quán Ngon tự hào mang đến trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao với những món đặc sản chứa danh, đặc biệt là đệ nhất heo tộc quế lối chặt nem, là đặc sản được hàng triệu người khen ngợi, được chế biến với công thức độc quyền từ những nguyên liệu tươi ngon nhất. Heo tộc quế lối với lớp da bên ngoài giòn rụm, phần thịt bên trong săn chắc, thấm đậm gia vị truyền thống, chắc chắn sẽ là tâm điểm của bữa tiệc nhà bạn. Ngoài ra, Quán Ngon còn vô vàn các đặc sản chứa danh, hải sản tươi ngon vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có vậy, Quán Ngon còn cung cấp dịch vụ giao món tận nhà và trình bày tận nơi, mang đến sự tiện lợi tối đa cho bạn và gia đình. Dù ở nhà hay tại nhà hàng, bạn vẫn có thể tận hưởng những món ăn tuyệt hảo, chuẩn vị như đang dùng bữa tại Quán Ngon. Hãy để Quán Ngon giúp bạn biến Ngày Gia đình Việt Nam thành một dịp tràn đầy hạnh phúc và ấm áp, cùng gia đình thưởng thức những món ăn ngon miệng, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ và tạo nên những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai. Và dù bạn lựa chọn món quà nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ dành thời gian bên cha mẹ, gia đình nhiều hơn. Chỉ cần trái tim hướng về nhau thì ngày nào cũng là ngày gia đình. Chúc bạn và gia đình có một ngày kỷ niệm trọn vẹn và ý nghĩa.